Dạ sao? Nghĩ gì cơ? Vì em không tìm được người làm chứng cho em Thành Thật chết rồi hôm nay thằng Thành nó bỏ nhà nó đi Cháu Huy á, học khác lớp với cháu Thành Tôi nghĩ á, việc đứng ra làm chứng cho cháu Thành Nó rất là dễ dàng Nếu nhà đảm bảo giá này không thay đổi trong suốt thời gian đó Thì ok Tôi tin là con trai tôi không làm điều đó Tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này Tôi sẽ làm tất cả những gì mà nhà trường quyết định Con tôi cũng học trường đó mà Đúng không chị Thảo? Ồ, oh, vậy là hai người biết nhau hả? Hợp đồng với anh và anh Phúc, chắc phải dừng tại đây. Được thôi. Nếu như anh muốn như vậy. Cô làm cái gì vậy hả? Ai massage cũng phải cởi đồ hết. thì ra là vậy nhưng cho dù đó là ba má của đứa làm con mình bị chặt tay thì anh nghĩ mình cũng phải để người ta một chút em cũng đâu có làm gì quá đáng bữa nay cũng là ông hùng mời em đòi về như vậy rồi những người khác thắc mắc sao lại khó ăn nói lắm em không thể ở lại đó để nhìn mặt cái loại người đó được chuyện bé đức bị trật tay vì công ty em có thể tạm thời làm ngơ nhưng mà em biết phân biệt chuyện công chuyện tư mà Vậy sao em lại đòi quỷ hợp đồng? Chuyện này đâu có liên quan gì tới ông Hùng. Sao lại không chứ? Tại vì ông nói dối và ông là giáo viên, trong khi cổ lại là bảo mẫu. Sắp tới lễ khởi công rồi. Bây giờ còn đổi thầu, phải xem xét. Cân nhắc nhiều thứ, anh sẽ không kịp. Thà bị trễ, còn không phải làm việc với cái loại người đó. Anh nghĩ đi, vợ mình mà còn không dám giới thiệu đàng hoàng, chuyện nhỏ như vậy còn nói dối. Thì tự hỏi chứ, sau này làm ăn chung, Ông còn lừa mình tới chuyện gì nữa Vậy là em quyết định không hợp tác đúng không <laughs> Em cảm thấy không tin tưởng chút nào hết Quỷ đi anh Ngay ngày mai phải đi xin lỗi người ta liền Mới bị lớn mày đặt dở thối vô côn hả Mày biết là cả gia đình mình Phụ thuộc chuyện cái hợp đồng đó không Bây giờ mày quýnh con người ta Người ta quỷ hợp đồng Mày muốn cả nhà đi ăn mày mày mới chịu hả Em nói là không phải con làm mà sao anh không tin vậy Dạ cái đầu, nó nói cô nghe hả? Sao? Mày nghe tao nói gì không? Mày đang đọc sách hả? Anh à, anh à, anh, à anh, anh làm cái gì vậy? Anh có phải ba nó không? Hơ. Mẹ con cô ha, con hư là tại mẹ, không có giúp ích gì hết, tối ăn hại không? Hơ. Có sao không con? Không sao đâu mà. Trời ơi Trời ơi Em Sao chị thay đồ nữa Mình đi sớm để còn sáng nữa chứ Trời ơi Chắc phải mỗi người giúp việc theo giờ Cho tới khi nào gì lúa lên quá Bây về tới một tuần lận Anh coi nè nhà cửa thì bừa bộn thùng rác đầy ứ à em bực mình lắm luôn rồi để anh coi anh gọi thử dịch vụ xem sao để anh xem họ có tới luôn được không anh lo chuyện đó đi ngày mai em rước thằng thành chạy thẳng qua nhà ông hiếu luôn đi nhưng mà nhưng cái gì ờ à, chở nó qua bên đó dặn nó nói chuyện đàng hoàng lựa lời xin lỗi người ta dù sao nó cũng đâu có lỗi đâu nó nói vậy cô tin hả sống mà chỉ biết mình mình còn người khác nữa chứ em sợ ép nó quá con nó bỏ nhà đi cô giỏi thì đi luôn đi cô là mẹ của nó mà không giáo dục được nó hay là sao tôi nói chuyện đàng hoàng không được bây giờ muốn nói nặng đúng không Bỏ hết, không ăn uống gì hết Chiều nay đi qua nhà người ta xin lỗi nghe chưa Còn không thích đi chiều nay á, đi liền bây giờ Đứng lên Trời ơi, làm cái gì để nhỏ ăn rồi còn đi học nữa Mẹ binh đến như vậy làm sao con dạy được hả mẹ Binh cái gì mà binh ha Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa Để cho nhỏ ăn rồi còn đi học nữa Mày làm trò gì vậy Ăn uống không có quan trọng bằng chuyện này đâu Đi, đi Thôi mà, à, thôi mà à, con Thôi à. mà Trời đất ơi, anh làm cái gì vậy Anh làm cái gì vậy hả Tới giờ này còn chưa biết tội hay sao còn dám la lối nữa Đúng là mẹ nào con đó Tôi nói cho cô nghe Chiều nay cô phải chở nó tới nhà ông Hiếu xin lỗi người ta Nếu không thì hai mẹ con cô đừng nhắc mặt gì đi Chỉ vì chuyện đó mà anh hành hạ con như vậy đó hả Chỉ vì chuyện đó hả Tại sao cô nói mà cô không biết luôn miệng Cô biết cái hợp đồng đó giá trị bao nhiêu không Hai mẹ con cô làm được cái gì cho cái nhà này Đúng là cái thứ đà bà vô tích sự Anh thôi đi Mẹ sao bây giờ tôi lấy lại được cái hợp đồng đó cho anh là được rồi chứ gì Cô nói dễ quá hả Dễ quá ha Cô tưởng cô là thánh chất, Cô biết tôi cực khổ lắm mới có hợp đồng đó không Bây giờ vì cái chuyện tào lao này nè mà tôi phải mất tất cả Thôi đủ rồi Bây giờ dù có phải lệ lục gia sinh người ta Tôi cũng bằng đủ mọi cách lấy lại được hợp đồng cho anh được chưa Cô có chết cũng không ai thèm việc cô nữa Tôi nói cho cô biết Bằng mọi giá cũng phải lấy được cái hợp đồng gì cho tôi Còn nếu không hả Ký đơn đi chị đi Nhớ đó Cô có sao không Nè, cẩn thận đó con Dạ Con trai, đi học ngoan nha Dạ Chứ mẹ con đi học ừ. Uhm. Chị Chào chị Chị đi dạy hả? Sắp tới giờ lên lớp rồi Chị vô lẹ đi, không thôi trễ đó Không Tôi cố ý đợi chị mà uhm. Tôi xin lỗi Thì tình là con tôi không nói dối đâu chị Tôi không cần biết lý do Tôi không quan tâm Tôi đang bận lắm Hy vọng là không gặp lại chị nữa Chị, chị Chuyện à... ừ. hợp đồng Chị có thể suy nghĩ lại không Thì ra đây là mục đích của chị đó hả Không Không hẳn ừ. Không hẳn Thì là mục đích của chồng chị rồi alo ờ à, đúng rồi chị đang cần gấp người giúp việc theo giờ cần gấp nha làm luôn trong hôm nay tôi làm cho mời chị theo tôi bởi vì chị nói có thể bắt đầu ngay từ hôm nay cho nên tôi sẽ ở nhà một ngày để hướng dẫn cho chị đây là nhà bếp chúng ta sẽ bắt đầu từ nhà bếp trước thank mm -hmm. you Cuối cùng là khẩu vị của gia đình tôi. Nhà tôi không thích ăn mặn, đồ ăn nhanh, đồ ăn khô. Chồng tôi không thích ăn hải sản. Dạ. Đây là chìa khóa, chị có thể đến đây vào buổi sáng. Làm xong việc thì về, nhưng phải trước 3 giờ chiều. Tôi không thích có người lạ trong nhà vào buổi tối. Dạ, nếu không còn gì để hỏi thì cứ vậy mà làm. alo anh hả công việc đồ chờ ở nhà sao rồi bà xã cũng vui em đang tính ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền luôn nè <laughs> thôi thôi cho anh xin đi mất công tốn tiền mướn thêm nhân viên nữa à anh cho em hỏi dù hợp đồng của ông hùng anh tính làm sao sao là sao em mình quyết định không làm nữa mà có chuyện gì hả em ờ à, dạ không thì em buộc miệng hỏi vậy thôi ờ à, thôi anh chuẩn bị vô họp đi Dạ, mẹ kêu con Tối nay con thay mặt mẹ mời Lan Anh đi ăn để cảm ơn nghe con Mẹ đi cũng được mà cần gì con Mẹ thấy Lan Anh có ý với con đó Con nhỏ mẹ rất dự ý Đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang nữa Gia đình lại môn đăng hộ đối với nhà mình Phải yêu nhau thì mới lấy được nhau chứ mẹ Cái gì cũng có thời gian con à Bây giờ chưa có thì sau này sẽ có chỉ cần hai đứa chịu dung đắp tình cảm con người cũng giống như trồng một cái cây vậy phải bỏ công chăm sóc tưới thắng thì nó mới lớn lên được chứ nếu ngay từ lúc gieo hạt mẹ trồng cây cà chua thì lớn lên nó cũng là cây cà chua mẹ muốn nó là cây dưa hấu thì cũng không được đâu nhưng mẹ muốn trồng dưa hấu thì mẹ sẽ lấy hạt dưa hấu chứ không thể nhầm hạt khác được con cứ suy nghĩ kỹ đi xin phép mẹ con về phòng alo tôi nghe chị phúc về chuyện hợp đồng với chồng chị tôi sẽ suy nghĩ lại dạ cảm ơn chị ạ à. dạ dạ thanh thanh sao mẹ lắm <laughs> con sớm quá vậy ừ mẹ đi về sớm tranh thủ đón con luôn <laughs> thứ ba con không mới về <laughs> chào con lên xe đi con dạ yeah. Alo Ủa? Ừ. Alo Làm ơn cho hỏi phải số điện thoại anh Hùng không ạ à? Chị là ai vậy Kiếm anh Hùng có chuyện gì không Tôi là vợ anh Hùng Chị là ai Sao nghe điện thoại của anh vậy Anh Hùng bận rồi Tôi là đối tác làm ăn với anh ừ. à. Alo ừ. Anh đang ở ngoài hả? Em tưởng anh ở công ty Tôi tới đó làm chi Nhờ cô mà bây giờ tôi không có công chuyện làm nè Chị Phúc nói sẽ suy nghĩ là chuyện hợp đồng Ủa? Gặp rồi hả? Em... Cái gì? Nói đi lẹ đi ừ. Em tới làm việc nhà cho chị Cái gì? Chỉ một tuần thôi Không có lâu đâu Nếu anh không muốn á, thì thôi À, không, 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 không. Cứ làm đi, cứ làm đi. Quan trọng là cái hợp đồng. Hợp đồng có rồi, á làm gì cũng được hết á. Vậy nha. Dạ. Hiểu chưa? Thôi nha. <laughs> Lần sau được có nghe điện thoại của anh nghe chưa? Em thích ít thì sao? <laughs> Cảm ơn em. Hồi nãy quên không mời hai bác với lại anh chị đi ăn chung luôn ha anh em biết là hai nhà đang có ý gắn ghép tụi mình nhưng mà anh không thích em đúng không không thích hả vậy là yêu em chứ gì anh anh không cần phải thổ lộ em thừa biết điều đó mà nhưng mà em không có yêu anh em chỉ coi anh như anh trai của em thôi cho nên anh nên tìm người nào yêu anh thật lòng Điều đó sẽ tốt cho anh hơn Là anh nè Nhưng nếu đổi ngược lại là em thích anh thì sao? Nếu em nói là em thích anh Thì anh sẽ nói những lời vừa rồi đúng không? Coi em như em gái Rồi hãy tìm người khác yêu em thật lòng <laughs> Chắc là ba mẹ em biết là em không thích có anh chị em cho nên chỉ để có mình em thôi. Với lại người yêu em không phải là không có, nhưng em chỉ muốn lấy người em yêu thôi. Anh cũng muốn lấy người anh yêu đúng không? Ừ. Ai cũng muốn vậy mà. Ừ. Vậy thì được. Anh em mình coi như là có chung mục đích, coi như cùng hội cùng thuyền, mình cùng giúp đỡ nhau. Hả? Ừ. Em nói vậy là sao? Thì. Em thích anh. Coi như là được nửa đường rồi. Vậy thì từ giờ em sẽ giúp anh thích em. Dạ, em với anh cùng đạt được mục đích là lấy người mình yêu. Cạn ly đi, mừng ngày hợp tác. <laughs> nè xuống đi coi chuyện té đó có anh đỡ mà lo gì sống mà đi theo đường thẳng thì đúng là không dễ nếu như không cúi xuống nhìn chân mình thì sẽ té lúc nào không hay do cảm giác thôi vì anh biết ngoài đường thẳng này thì hai bên vẫn còn là đường không cần nhìn cũng không sợ té còn em biết hai bên mình không còn gì ngoài đường thẳng cho nên em đi em sợ té vậy thôi ờ, ờ, em có sao không ờ, em có sao không em đã nói rồi mà nếu có anh đỡ em thì em sẽ không sao cả định mệnh của anh sinh ra là đỡ em chứ không phải ai khác <cười> 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 Mày phải luôn nhớ mày là ai Mày đang làm cái gì Một con điếm thì không bao giờ cho phép mình có tình cảm Cái massage thì cũng như vậy thôi Đừng cái ảo tưởng có một thằng đàn ông đàng hoàng nào chấp nhận vợ mình là gái massage Những thằng đi tù về cũng vậy Nó đã cần biết nhân cách mày như thế nào Những người như chị với mày Dệt mộng là tự đào hủy chôn mình biết chưa Cô ơi 320 ngàn Ờ ờ ừ. Ủa Bé Thảo phải không ta <laughs> Có gì không chị Nghiệp Cơm nước gì chưa chị Tôi vừa mới nấu cơm xong nè Vô ăn với tôi luôn Thôi tôi ăn rồi Cô có mấy trái cà chua cho tôi xin Già cả lẩm cẩm mới nên đi chợ Quên mua mấy trái cà chua Về nấu với đậu hũ mà quên bán đi mất <laughs> Bữa nay nhà tôi không có cà chua Ủa tôi mới thấy con Thảo đi siêu thị Mua mấy trái cà chua mà à, Cái gì Vậy đó con Thảo nó mua cà chua Hồi nào mới vừa đây nè Tôi thấy nó lựa đồ Tôi thắc mắc là sao con nhỏ này hôm nay nó đi chợ Sao mà trễ dữ vậy Không ừ. Hồi nãy con gọi điện thoại cho con Thảo Nó nói đang ở bệnh viện phải không Dạ Bà nghiệp bà nói đang ở siêu thị kìa Ai chắc nhìn lộn người rồi đó Lộn cái gì mà lộn Mày coi chừng đó Không khéo nó cắm cái sừng trên đầu mày hồi nào không hay á Nè gọi điện cho nó nhanh lên đi Coi nó đang ở đâu Gọi làm chi Chừng nào chiều nó về rồi biết chứ gọi làm cái gì Thôi mẹ ăn cơm đi anh về nha dạ anh về vô nhờ cái này chút Sao anh còn ở đây? Làm ơn để cho con Yên nó sống với Cô không thấy cô đang làm phiền hả Nè anh trai Nhìn anh cũng tử tế Cho nên tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh á Đừng có lãng giảng đây nữa Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi tới đây Nè Anh là chồng sắp cưới của con Yên được không Hả Thì sao Tôi đã làm phiền vợ sắp cưới của anh chưa Hình như Yên đang bị làm phiền Tôi đâu có rảnh tới mức đó <laughs> Hình như anh chị tự đề cao quá rồi Yên đâu đủ tư cách để bị tôi làm phiền Rô lại coi Vô Quán này có thằng tư râu đó Nể mặt đó chút đi Ngồi xuống Ngồi xuống Tiệm massage bây giờ một lên như nắm sau mưa Tôi thấy khách còn không đủ cho họ dành giật Hết chuyện đi nói khách quấy rầy gái massage Anh chị trước khi nói gì Thì cũng phải nên biết suy nghĩ Nè Mày không coi chị ra gì phải không Bỏ ra Bỏ ra Đũa mốc và nồi chọt mâm son Lại còn ra vẻ cao giá Chưa <laughs> bao giờ thấy chuyện nào được cười như vậy Thôi đi mày nhắc là một lần nữa coi đi ảnh là chồng sắp cưới của con yên được không bà, bà ra tôi hoài Rồi đó ơi gặp ông nữa nè. đã à. buôn bán ấy ẩm rồi hùng đi hùng vừa thôi tối bao nhiêu lần trời đi qua chỗ khác chơi đi đang bực bội á Cói nè bà coi nè gì mà nó không nghe à nè, nè bà coi nè nè đẹp không tôi thấy có đẹp đâu ghê quá ông ơi bà không biết gì hết á cái thằng này nè tôi vẽ chưa xong Chứ cái mặt của nó thì ngộ lắm cái mặt của nó đó mình nhìn trực tiếp á thì thì mình vẽ mới đúng mới sống động được tôi thấy có đẹp gì đâu xấu thế hồn thiệt mà, à, hơi, gì vậy âm hồn trời ơi chết trẻ thiên thiệt á mới nhắc cái hiện lên liền à ủa mặt nói gì vậy mà nhìn đâu có giống hình ông đâu ờ à, nè mày nó yên ra nghe để tao vẽ nghe Đừng có nhúc nhích cục cửa vậy hết nha Cậu, có gì á, lát cậu đưa ổng về dùng ngang Coi chừng bữa nay trời nắng á, ổng đi lung tung làm khổ con gái ổng đó nha Gì nói sao? Trời ơi, ổng bị tâm thần mà cậu không biết hả? Ngày nào cũng đi lang thang ngoài đường vậy hết trơn á Ổng bị tâm thần á Đứng yên mà mày nhúc nhích hoài Mày cười lên đi, mặt mày trôi ủ hoài Cười lên <cười> Có tóc mà mày khó dẻ quá, phải chi mày đầu trọc có dễ dẻ hơn á à ổng sống với đứa con gái tên Yên từ nhỏ á. Rồi vừa làm vừa chăm mỏng á, hiếm có đứa nào có hiếu giọng lắm á. Của tên Yên hả? Đúng rồi đó, tao nói đứa Yên mà sao mẹ cứ lắc hoài vậy? Hả? À, à, yên Yên à. Ừ. Nè đó giống chưa? À, bà thấy chưa? <laughs> ừ. Tướng nó cao ráo đẹp trai, ai mà khéo đẻ vậy không biết nữa. À. À, ừ. Khoan, bác bác hả? Ờ à, bác muốn mỗi ngày con qua chợ bác đi chơi không? Sao lại trở đi chơi? Thì uh, từ nãy giờ con đứng làm mẫu cho bác vẽ Thì bác phải trả công cho con chứ ừ. Nếu bác không chịu Con lấy hình lại ạ à. Đây có tôi Vậy chịu không? Ờ ừ. à, đi Hứa rồi nha à, à, à. Wow, đôi bông tai này chắc mắc tiền lắm Lẹ đi con, thay đồ rồi xuống ăn cơm. Nè, chị làm gì trong phòng tôi vậy? À, tôi, tôi chỉ dọn dẹp trong phòng thôi. À, với lại tôi thấy đôi bông tay của chị làm rớt. Tôi có cất ở trọng rồi. Khoan đã, chị đứng im đó, để tôi kiểm tra. Sao tôi không nhớ là mất một chiếc bông tay vậy? tôi nhặt được chiếc bông tai chị làm rớt ở trong bồn rửa chén á nên tôi nhặt lại trả vô trọng cho chị cơm nước tôi chuẩn bị xong rồi bây giờ tôi về được rồi chứ ừ tôi về trước ủa sao cô thảo ở trong nhà mình vậy mẹ ờ cô thảo tới phụ mẹ việc nhà việc nhà một ừ. cô thảo là người giúp việc trong nhà mình hả mẹ Ừ, thì cô Thảo tới phụ mẹ vài ngày thôi. Nè, con vô thay đồ đi. Alo, em nghe. Sáng giờ em gặp Lộc không? Không, không phải là anh đang họp với nó hả? Nó gọi điện thoại lên công ty báo giờ lịch họp mà không thể nói rõ lý do. Em biết nó có chuyện gì không? Em không biết. Sao chuyện gì cũng phải tới tay em hết vậy? Ừ. Sao em gắt cổng danh quá vậy? Xin lỗi em hơi lớn tiếng việc nhà nhiều chuyện quá thôi được rồi để anh gọi cho nó anh hiếu hả xin lỗi anh hôm nay em không lên công ty được em phải đi gặp một người rất là quan trọng thôi cái gì nói chuyện sau nghe em cấp máy đi <laughs> tới rồi hả Dạ con chào bác à. À, Con hứa với bác hôm nay tới chợ bác đi chơi nè à, Cậu hứa giữ lời thiệt hen. Dạ Ê ê vô nhà chơi, vô nhà ngồi chơi Chờ tôi chuẩn bị chút xíu nữa là xong rồi à. vô, vô vô Dạ Này ngồi đây nè, ngồi chơi tự nhiên đi Dạ bác để con đứng được rồi bác muốn đứng thì đứng muốn ngồi thì ngồi dạ uh, yeah. tôi uh, cho <laughs> mình chút xíu nữa rồi xong rồi đó dạ yeah. lâu lâu được đi chơi một lần chuẩn bị gọn gàng khéo thiên hạ người ta cười mà thấy tôi bỏ áo một quần vậy được không <laughs> bác ơi con thấy bác uh, bỏ áo ngoài nó 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 sẽ đẹp hơn để ngoài đẹp hơn hả à? dạ vậy hả đó vậy là đẹp trai rồi vậy hả? dạ hả à. hả cái hình này là của cô út tôi vẽ má đó đó vẽ giống y chang à tôi nói với thiên hạ hoài à nếu cô út của tôi mà nó được ăn học đàng hoàng nữa không thì bây giờ có khi nó là quả sĩ rồi đó yên là con cái út hả bác ừ vậy bác có mấy người con nó trên nó còn có chị nó với hai thằng anh của nó mà chết hết rồi chết một lần theo má của nó cả nhà chết hết người ta gọi là chết chùm á Gọn gàng lại rồi. Ủa, bác đang coi kiến hả? Kiến đâu bà coi? Cậu làm cho tôi khùng vậy đó. Hừm, bà không hiểu sao bác kìa. Kiến ở trong nhà này à, bể trớn trội à. Ừ. Mình coi kiến là mình coi trên tinh thần thôi. Đại khái vậy thôi. Trẻ người ta cần coi kiến. Già là coi kiến là tuổi thân lắm. Mà tôi cũng thấy tôi đẹp trai thiệt á. <cười> <cười> dạ, đúng rồi. Ủa mà bác, nhà mình không có kiến hả bác? Hmm? Vậy còn uh, bàn trang điểm của Yên đâu? Để con uh đi lấy kiến cho bác nghe. đó, bàn trang điểm của nó đó, cần gì là cái việc lấy <laughs> kiến mờ quá. từ từ thôi, đó, đó ở nhà con hạnh nó sợ tôi đi lạc bắt vô trong nhà hoài à đây <laughs> có thể không bắt vui, 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 đúng không nếu vậy thì ngày nào con cũng sẽ qua nước bác ra đây chơi bác chịu không chịu 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 hứa là nghe dạ không qua chở tôi ra tôi chửi rắn chịu dạ dạ bác bác có chừng té bác <laughs> chào nghe <laughs> <laughs> Đi <Điếng> lên bác <laughs>

từ 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 cũng hết mà à, Công nhận Cả ngày hôm nay đi chơi với bác Còn mệt thiệt luôn đó Cậu thanh niên mà dở quá trời à Chơi vui vậy mà mệt cái gì hey. Ê mà công nhận nha Chơi 4 năm cái trò chơi Trò chơi nào cũng vui Nhưng mà tôi khoát cái trò chơi đụng xe nhất á Âm đụng âm 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 Quá đã luôn á <laughs> Phải chi mà nhà mình có một chiếc không Cái mình chạy vòng 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 Mình đụng Ầm, ầm 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 quá đã luôn <laughs> nếu bác thích đó thì uh, mỗi ngày con sẽ qua con chở bác đi chơi chứ cái xe đó mà mua về nhà chạy không có được trời ơi đi xa xó vậy rồi đi tới đi lui rồi trời nắng vậy nè rồi trên đỉnh đầu nè riết rồi à điên luôn đó vậy thì uh, bác đừng có nói cho yên biết rồi uh, mỗi ngày con sẽ qua con chở bác đi chơi bác nhớ chưa ừ nhớ rồi dạ tôi sẽ về tôi nói với con yên là không nói cho nó biết <laughs> trời ơi bác đừng có nói cái gì cho yên biết hết rồi mỗi ngày con qua con chở bác đi chơi Bác nhớ chưa Ông nói cho con yêu nó biết Không nói cho Yên biết Bác hứa đi <laughs> Hứa Không nói cho nó biết Đúng rồi <laughs> ừ, Bác ăn đi Bác làm gì vậy Kéo ra mới ăn được <cười> <cười> Mình ra lệnh cho bạn Chết phạt cho mình Mẹ của bạn là người ở Cho nên bạn phải nghe lời mình Bạn mới nói cái gì? Ai là người ở? Mẹ của bạn Đồ con người ở Giáp quan tâm của mình Bé Đức hồi nhỏ dễ thương quá Mà toàn chụp với mẹ. Chắc là đeo mẹ dữ lắm nè. Không thấy hình ba đâu hết trơn á. <laughs> Alo. Dạ. Tôi nghe cô Chi. Cái gì? Thằng Thành nó lại làm sao nữa? Trời ơi. Thôi thôi tôi được rồi. Đợi, đợi tôi chút tôi tới liền. Alo. Alo. Cho tôi hỏi có phải anh Lộc không? Ờ à, phải, tôi đây. Xin lỗi ai vậy? Anh uh, anh làm ơn tới đây đưa người quen của anh về nè. Người quen của tôi hả? Ừ, xuống đi. Xe này không có bác. Tao nói cái à, xe, xe này xe của tao, nãy về tao chọn nó rồi. À, anh tránh à. đi. Anh, anh là người nhà của ông phải không? Ờ à, dạ phải. Anh coi đưa ông về đi, ông cứ ngồi trên xe của tôi hoài à. Ờ à, rồi rồi rồi, được rồi, anh thông cảm nha. Để tôi giải quyết cho, nha anh, anh vô giải quyết giùm tôi đi. Rồi được rồi, anh yên tâm, để tôi giải quyết cho giải cái, cái gì cái gì tao đã chọn xe này rồi bác 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 bây giờ mình mình đi về đi bác không có gì hết á tao đem cái xe này về nè tao cất cái xe này rồi Thở nhiều lắm rồi người ta dành nó tao không cho luôn ờ, tao, tao mua cái xe này rồi nha tao đốt xuống cho bà trời ơi đi cho bà có xe hơi mà chạy với người ta bác, <laughs> à, chiếc xe này tao mua tao mua chiếc này tao không cần cái thằng chú tiệm nó giao xe về trơn trời á tao chạy cái xe này ra ngoài đường xong tao chạy về nhà luôn như vậy coi mình không có mua được chiếc này đâu bác à, ờ à, tại vì bác biết sao không bác không có bằng lái nên sao bác chạy xe này về được bây giờ mình đi về ha cái một lát con mua mua một chiếc mới mới hơn chiếc này luôn cái con đem về cho bác mua nhà mới hả dạ mới luôn chiếc này luôn hả mới hơn nó luôn trời ơi chiếc này nó cũ rồi dạ Ê, nhớ mua chiếc màu đỏ nha màu đỏ rồi. vàng nha tao khoái đỏ vàng lắm rồi, 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 rồi bây giờ mình đi về ha một chút nữa con mua nguyên một chiếc màu đỏ vàng mới hơn chiếc này đem về cho bác ờ ờ xe mới nha xe dạ. mới nha xe này cũ à về. cũ à cũ không, thèm, thèm mình đi. không thèm đúng rồi à, mua xe mới có hai con mắt nha dạ. xe này nó đuôi còn có con mắt à dạ rồi, mua hai con mắt luôn giờ cần, không cần không mua nữa mày không mua nữa mày rồi đi về ha đúng rồi đi qua đây ủa sao gần lại Con vô trong mua đồ một chút mua đồ hả dạ Bác ở đây hay vô chung với con? Mà mày mua chứ tao đâu có mua Vậy, bác đứng đi nha Dạ, chào anh, anh muốn mua gì? Ờ, à, tôi muốn mua một cái bàn trang điểm Dạ, mời anh vào trong Ờ à. ơi cái bóng có gì vậy? Đứng... Có chuyện gì bác, tôi vậy? Tôi chết rồi mà Trời ơi, người ta nói người chết đâu có bóng đâu, sao có bóng nè <laughs> Bác còn sống, ơi, có bóng là chuyện bình thường mà Trời ơi, không được, không được Bác, bác, bác Ơ, Ông làm gì vậy? dạ, xin lỗi, xin lỗi, tao nhiêu tiền tôi đền Tao nhiêu tiền tôi đền Bác, tôi bác bình tĩnh đi, à. đi bác Bình tĩnh đi Bác ạ, không sao đâu, không sao đâu, không sao, có con rồi nè Bình tĩnh đi bác Xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh Bác ạ, à, bình tĩnh đi bác Ây, Tôi chết rồi mà Tôi chết rồi mà Chết rồi Ba ơi ba ba đừng có vậy nữa rồi. mà ba tôi chết rồi trời ơi tôi chết rồi ba à à, bác bác sao rồi em bộ anh không thấy sao mà hỏi à, anh xin lỗi tại anh thấy bác buồn cho nên anh chạy bác đi chơi mày sao tao buồn hồi nào vui tao mới đi chơi giờ Cha mày sao rồi? Tao chết rồi mà. Ôi, tao chết rồi mà. Thôi, anh đừng có quan tâm đến chuyện của cha con tôi nữa. Anh đi về đi. Yên à. Ừ. Tôi đã nói là anh đi về đi. Tôi mong anh từ bây giờ đừng bao giờ phiền đến cha con tôi nữa. Vậy không thôi. Để anh chở bác đi chơi, cho bác... Anh nói cái gì? Thôi anh đi về đi. Ừ. Đi đi. đi, ừ. đi. Ừ. Yên à, Yên. Về ừ. đi. Bà, thôi mà. Dạ. Anh nghe em kể Thì anh thấy lần này chuyện tụi nhỏ Chỉ là gây nhau thôi Chứ không có sâu sát gì hết Anh thấy chuyện lần này chỉ là chuyện nhỏ Thôi bỏ qua đi em Nếu như ông Hùng không có chuyện cầu cạnh mình Anh nghĩ thằng nhỏ đó nó sẽ nhìn con mình hả Còn bà vợ nữa Mặt dài mài dạng Tới xin giúp việc cho nhà mình Vì một cái hợp đồng thôi mà cả nhà họ Việc gì cũng dám làm hết đó Vợ ông Hùng Tới giúp việc cho nhà mình hồi nào Tại sao anh không biết